Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Trợ Sắt Hải Phòng. Trong video trước thì mình đã giới thiệu với các bạn về chiếc máy khoan cầm tay chính hãng của Bosch, có mã là GSB550. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kích hoạt bảo hành điện tử cho sản phẩm. Đầu tiên thì bạn mở phần phiếu bảo hành ra, thì ở đây thì Bosch đã hướng dẫn các bạn rất là chi tiết cách kích hoạt bảo hành sản phẩm rồi. Chúng ta sẽ có hai cách để làm. Cách thứ nhất là đăng ký bằng tin nhắn, và cách thứ hai là đăng ký thông qua website bảo hành của Bosch. Bạn sử dụng cách nào cũng được, nhưng cách sử dụng bằng tin nhắn là đơn giản nhất. Giờ bạn sẽ cào lớp bạc phía trên của tem chống giả để lấy được mã số. Sau đó thì bạn sẽ gửi tin nhắn đến số 8099. Nội dung tin nhắn là DAC cách mã số trên tem A còng series của máy, ví dụ như sản phẩm này của mình. Sau đó thì bạn đợi một lát để hệ thống trả lời. Như ở đây sản phẩm của mình đã được kích hoạt bảo hành thành công. Và bạn cũng có thể sử dụng cách này để kiểm tra sản phẩm của mình xem có phải là hàng chính hãng hay không. Thời gian bảo hành sẽ được tính từ ngày kích hoạt thành công. Với chiếc máy khoan GSB550 này thì thời gian bảo hành là 6 tháng. Trên phiếu bảo hành thì cũng được ghi rất rõ, các linh kiện hao mòn tự nhiên như là vòng bi hay là chổi than thì sẽ không được bảo hành. Và nếu sản phẩm của bạn còn bảo hành thì bạn không được tự ý sửa chữa, hay là những lỗi bất cần làm rơi vỡ hoặc là do thiên tai thì sẽ không được bảo hành. Thì ở đây nhà sản xuất đã ghi rất rõ, các bạn có thể tham khảo thêm. Mặt sau thì Bosch có in các cái thông tin của các đại lý bảo hành trên cả nước. Các bạn ở các tỉnh thành phố thì có thể xem thêm thông tin chi tiết ở đây. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách kích hoạt bảo hành cũng như kiểm tra sản phẩm chính hãng. Nếu các bạn có gì thắc mắc thì hãy để lại trong phần comment hoặc là liên lạc với Trợ Sắt Hải Phòng thông qua thông tin ở trong hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.